một nhúm muối. Ba công thức đánh bật cao răng làm trắng đơn giản mà bạn không biết. Ưu tiên những công thức đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà kết quả là an toàn. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết như thế. Nhà nào cũng có muối, chỉ là bạn chưa biết cách sử dụng chúng để làm đẹp mà thôi. Vốn là nguyên liệu cần thiết trong nấu ăn, chúng còn giúp chăm sóc da, cải thiện vóc dáng và đặc biệt có lợi cho sức khỏe răng miệng. Muối có khả năng kháng khuẩn, chống viêm cao, giúp tiêu diệt được các vi khuẩn gây hại, góp phần làm bong các mảng bám cứng đầu ở chân nướu, kẽ răng, giải quyết triệt để mùi hôi khó chịu để bạn có hơi thở thơm mát nhanh chóng. Công thức 1. Đầu tiên, bạn súc miệng với nước ấm để một phần làm sạch miệng trước. Sau đó, lấy một thìa đường nâu cho ngậm khoảng 2 phút. Đồng thời, dùng lưỡi đẩy đường đến chân nướu để chúng đẩy đi cao răng dễ dàng hơn. Tiếp đến, bạn nhổ đường ra, chải lại răng với kem đánh răng như bình thường. Pha 2 thìa muối với một cốc nước ấm, dùng để súc miệng nhiều lần. Ở lần cuối cùng, bạn ngậm lại 30 giây, 1 phút rồi nhổ đi. Công thức 2. Bạn dùng muối iốt hoặc giả miệng muối hạt to, rồi trộn cùng 1/2 thìa bột baking soda, thêm một chút nước để tạo thành hỗn hợp có dạng sền sệt. Nhúng bàn chải vào hỗn hợp và chà lên răng thật đều từ trong ra ngoài trong khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, bạn súc miệng lại, thực hiện 2 lần một tuần. Baking soda cũng được dùng trong việc làm bánh, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ an toàn của chúng. Khi kết hợp với muối, sẽ tăng khả năng làm trắng răng lên hiệu quả mà không gây bào mòn mang răng. Công thức 3. Thay baking soda bằng nước cốt chanh, giấm, hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ cần cho thêm muối vào kem đánh răng cũng được, và lưu ý không hòa tan muối mà chỉ để chúng ở dạng hạt li ti. Thao tác tương tự như ở công thức 2. Chanh, giấm, chứa axit, có tính tẩy nhẹ, giúp làm tan cao răng, kháng khuẩn, ngăn ngừa một số bệnh như sâu răng, sưng viêm, nhiệt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mẹ bầu ơi, mang thai nhất định phải ăn quả sung nha, vì lợi ích của nó còn tốt gấp trăm lần uống sữa. Người mẹ sẽ vô cùng tiếc nuối nếu không ăn loại quả này lúc mang thai. Sung dồi dào lượng chất xơ, giúp giảm bớt táo bón, rắc rối phổ biến nhất trong thời kỳ mang thai. Enzyme proteolytic trong sung hỗ trợ tiêu hóa cho người mẹ. Chất kiềm trong sung giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn trong thời kỳ mang thai. Điều này giúp mẹ có một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế thừa cân, béo phì. Sung cũng giàu vitamin B6. Vitamin từ lâu đã được chứng minh là mang lại lợi ích cho việc giảm táo bón. Nó cũng chứa một lượng đáng kể omega 3, cần thiết cho sự phát triển thai nhi cũng như giảm nguy cơ sinh non. Công dụng tuyệt vời từ quả sung. Dưới đây là 13 công dụng tuyệt vời từ quả sung mang lại, có thể bạn chưa biết. Theo Bookie, 1. Quả sung rất giàu canxi và là một sự thay thế tuyệt vời cho các liệu pháp điều trị dị ứng với các sản phẩm từ sữa. 2. Quả sung giàu chất xơ, rất hiệu quả cho kế hoạch giảm cân. Chất xơ này cũng rất tuyệt vời cho hệ tiêu hóa và giúp làm giảm kích thích hội chứng ruột. 3. Kali, omega 3 và omega 6 của quả sung giúp duy trì huyết áp và tốt cho bệnh tim mạch vành. 4. Quả sung khô chứa chất chống oxy hóa pinola, tốt cho sức khỏe mắt, còn cao hơn so với chất chống oxy hóa thực vật ở cà rốt và giúp ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan tuổi tác. 5. Quả sung sản xuất kiềm giúp cơ thể đạt được và duy trì nồng độ pH trong cơ thể ở mức 7 đến 7,4, giúp cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật. 6. Thoa quả sung nướng lên da có thể chữa viêm như áp xe và lét. 7. Do hàm lượng nước cao, quả sung được nghiền đóng vai trò như một chất tẩy rửa da tuyệt vời và giúp ngăn ngừa, chữa trị mụn trứng cá.
8. Dầu canxi và kali nên quả sung giúp ngăn chặn loãng xương và giúp tăng mật độ xương. Lợi ích từ quả sung cho mẹ bầu: tăng khả năng tiết sữa. Khi dùng quả sung, các tiết sữa của mẹ bầu cũng được kích thích hoạt động, rất có lợi cho sự chào đời của bé. Dầu chất xơ. Hàm lượng chất xơ có trong quả sung được coi là hơn hẳn bất cứ loại trái cây hay rau quả xanh nào. Trong quả sung có cả chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chúng không chỉ giúp mẹ bầu ngăn ngừa được chứng táo bón mà còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa. Tốt cho tiêu hóa. Enzyme có trong quả sung lại có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa rất tốt, giúp mẹ bầu hạn chế các chứng như ở nóng, ở chua. Giảm nguy cơ ốm nghén. Trong quả sung có vitamin B6, có thể giúp mẹ bầu vượt qua những cảm giác ốm nghén trong các tháng đầu thai kỳ. Phòng tránh những rắc rối về sắc tố da. Ăn sung, mẹ bầu có thể giúp thai nhi loại bỏ được một số rắc rối về sắc tố da ở thai nhi. Ferroxylene là hoạt chất có tác dụng này trong quả sung. Con hết hẳn mồ hôi trộm, ăn ngon ngủ say nhờ các bài thuốc tự nhiên ngon miệng hiệu quả. Con nhà em, người luôn ướt đẫm mồ hôi, bắt đầu từ 2 tháng đã thấy hiện tượng đổ mồ hôi nhiều ở con. Dễ gặp nhất là khi cho con bú sữa, khi con nằm chơi, hòa tay múa chân. Mồ hôi túa ra, ướt cả khăn sữa lót đầu, lót lưng. Em cũng chu đáo cho con ngủ trong phòng thoáng, mặc cho con áo ba lỗ và lót đầu bằng khăn sữa. Ấy thế mà con vẫn cứ ra nhiều mồ hôi, mà bà ngoại gọi là mồ hôi trộm. Bà bày em phơi nắng cho con mỗi ngày để giảm hiện tượng mồ hôi, nhưng không đỡ tí nào. Đỉnh điểm là lúc 8 tháng, con bị viêm phổi. Bác sĩ chẩn đoán là do con đổ mồ hôi ở lưng quá nhiều, thấm ngực vào người dẫn đến viêm phổi. Lần đó, con tiêm gần 10 mũi kháng sinh và nằm viện gần 10 ngày, sốt hết cả ruột mẹ. Sau lần đó, em bắt đầu tìm hiểu các mẹo, các cách ngồi thuốc để con bớt ra mồ hôi. Thì trộm vía, em bắt gặp các bài thuốc này, vừa giúp bé ngon miệng, vừa chữa được chứng mồ hôi trộm. Đây còn lại là những công thức chế biến cháo ăn dặm, bổ dưỡng cho con, giúp em đỡ bí thực đơn mỗi ngày. Vô cùng hiệu quả, nên em chia sẻ với các mẹ. Mẹ nào áp dụng, con hết đổ mồ hôi thì cho em hay với nha. 1. Cháo trai. Nguyên liệu: 5 con trai đồng, loại vừa, 30g lá dâu non, 50g gạo nếp, 50g gạo tẻ, dầu thực vật, gia vị vừa đủ. Cách nấu: pha nước muối loãng ngâm trai, sau 1 tiếng vớt ra rửa sạch, cho vào nồi luộc. Nhặt lấy ruột trai và lọc lấy nước trong. Ruột trai bỏ hết phần đất, thái nhỏ ướp gia vị, dùng dầu thực vật xào cho thơm. Lá dầu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Lá dầu non rửa sạch thái nhỏ, gạo tẻ, gạo nếp xay thành bột mịn. Cho thêm nước vào nước luộc trai, cho bột gạo vào quấy đều, đun nhỏ lửa. Khi cháo chín, cho trai, lá dâu, nêm vừa gia vị, cháo trai sôi lên lại là được. Cho bé ăn 2 lần trên ngày vào lúc đói. Ăn liền trong 4 đến 5 ngày sẽ giúp bé giảm ra mồ hôi trộm. Chè đậu đăng hoặc đậu xanh chữa mồ hôi trộm. Nguyên liệu: đậu xanh hoặc đậu đen 50g, gạo nếp 50g, lá dầu non khô 10g, đường vừa đủ. Cách nấu: đậu xanh hoặc đậu đen và gạo nếp xào vàng tán thành bột nhỏ. Lá dâu khô cho vào ấm cùng 250ml nước, đun sôi kỹ, chắc lấy nước. Cho bột đậu, bột gạo, đường vào nước lá dâu quấy đều. Đun cho sôi lại là được. Cho trẻ ăn 2 lần trên ngày, lúc đói và cần ăn trong 7 ngày liền để giúp trẻ hạn chế ra mồ hôi trộm. Ở đây, cách nấu của đậu đen và đậu xanh hoàn toàn giống nhau. Các mẹ tùy chọn hoặc nấu thay đổi theo ngày cho bé thêm khẩu vị. 3.
cháo nếp cẩm. Nguyên liệu: gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Cách nấu: xay bột nếp cẩm hòa với cháo hoặc bột ăn dặm của bé. Mỗi bữa bột của bé cho vào một nửa cà phê bột gạo nếp cẩm còn nguyên cám. Đối với trẻ lớn hơn, có thể cho một nắm gạo nếp cẩm vào nấu cháo thông thường hoặc nấu thành xôi cho bé ăn. Dùng trong vài tuần, nấu cho bé ăn để giảm rõ rệt hiện tượng đổ mồ hôi trộm. 4. Nước lá dâu. Nguyên liệu: 10g lá dâu khô, 5g rau má khô. Cách nấu: cả hai thứ trên rửa sạch, cho vào nồi cùng 200ml nước đun sôi kỹ, chắc lấy nước uống, chia làm 2 lần cho trẻ uống trong ngày, dùng trong 5 ngày cho trẻ. Nếu trẻ lớn hơn, các mẹ nấu canh bằng nước lá dâu rồi cho bé ăn một lần trong ngày với cơm và ăn liên tục trong 5 ngày. 5. Cháo hẹ. Nguyên liệu: 30g gốc hẹ, 50g gạo, 50g thịt lợn nạc, gia vị vừa đủ. Cách nấu: gốc hẹ chọn phần thân sát gốc, rửa sạch giã nhỏ, lọc lấy 200ml nước đặc, thịt lợn nạc băm nhỏ, ướp bột gia vị xào chín, gạo xay thành bột, cho vào nước gốc hẹ quấy đều, đun lên lửa nhỏ. Khi cháo chín, cho thịt lợn, bột ngọt vào đảo đều, cháo sôi lên là được. Cho bé ăn hàng ngày một lần, cần ăn liền 2-3 ngày. Nếu bé chưa ăn được thì lọc lấy nước cho uống. Em mất thêm các mẹ các cách hỗ trợ ngăn ngừa bé ra mồ hôi trộm hiệu quả. Các mẹ cho con bú thường ngày cũng giúp trẻ đỡ ra mồ hôi trộm. Giữ cơ thể trẻ thoáng mát, hạn chế các thức ăn sinh nhiệt, mỡ, thịt bò, tôm, cua, cá biển, mít, sầu riêng, xoài. Bổ sung các chất mát như rau tươi, trái cây, rau má, cải bẹ. Giữ cho trẻ luôn mát, ăn ngủ nơi thoáng mát, chơi đùa trong bóng râm và luôn tắm bé tại nhà sạch sẽ hàng ngày. Cho trẻ uống đủ nước. Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, mẹ nhớ lau mồ hôi để không làm bé bị nhiễm lệnh. Việc bé ra mồ hôi trộm là điều hoàn toàn bình thường vì tiếng mồ hôi của bé chưa hoàn thiện. Khi trẻ bị mồ hôi trộm, các mẹ cũng không nên lo lắng quá nếu bé vẫn bú tốt, ăn ngủ và phát triển bình thường. Theo thời gian, bé sẽ hết, chỉ cần các mẹ chú ý. Khi đêm ngủ hãy sờ lưng, cổ gáy, ngực, trán con, nếu có mồ hôi hãy lau ngay thì chắc chắn bé sẽ khỏe mạnh và lớn nhanh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Tại sao phụ nữ Pháp không bao giờ bị béo? Đều có bí quyết cả đấy. Nhờ những mẹo siêu đơn giản sau mà họ chẳng bao giờ lo bị tăng cân đâu nhé. Uống rượu vang. Rượu vang đỏ có tác dụng chống oxy hóa rất cao, không những giúp da hạn chế chảy xệ mà còn giúp đốt mỡ thừa hiệu quả. Không ăn quá no. Khi đã cảm thấy đủ no, phụ nữ Pháp sẽ dừng ăn. Điều này rất có lợi cho vóc dáng đấy nhé. Không nên ăn quá no đâu. Hạn chế ăn vặt. Phụ nữ Pháp thường ăn theo bữa là chính và hầu như không ăn vặt. Chính vì vậy mà bạn sẽ không dễ bắt gặp những cô gái Pháp nhâm nhi bánh ngọt hay ăn kem ngoài phố đâu. Ăn chậm. Phụ nữ Pháp có phong cách ăn uống khá thanh lịch nên hầu như không bao giờ có chuyện ăn uống mạnh mẽ như các cô gái Âu Mỹ. Họ thường ăn rất chậm, nhai kỹ và điều này rất tốt cho bao tử và cân nặng. Chia thành các bữa nhỏ trong ngày. Chính vì không ăn nhiều nên họ thường chia nhỏ các bữa ăn ra để đảm bảo năng lượng. Các bữa nhỏ thường là các loại rau củ và trái cây để giữ cho da luôn căng mịn rạng rỡ. Không ăn kiêng hà khắc. Phụ nữ Pháp tuy thân hình mảnh dẻ nhưng chưa bao giờ họ ép mình vào một khuôn khổ nào. Họ vẫn ăn uống đủ chất để cơ thể khỏe mạnh, thay vào đó là tập thể dục đều đặn để giữ dáng. Sử dụng thực phẩm organic. Thực phẩm organic vừa giúp cơ thể không bị nhiễm độc tố, tích tụ mỡ thừa mà còn giúp cho các dưỡng chất sau hấp thụ tốt hơn. Uống nhiều nước.
không phải bàn cãi về tác dụng của nước đối với sắc đẹp của phụ nữ, vừa giúp thanh lọc cơ thể, vừa giúp da đẹp và mịn màng hơn, hạn chế mụn do thiếu nước trên da. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Trị răng lung lay hay e-book bằng bài thuốc dễ làm nhất từ trước đến nay, làm một lần đến già răng cũng không rụng. Đau răng, sâu răng, hạt răng lung lay, e-book là nỗi khổ của hầu hết mọi người ở đủ mọi độ tuổi. Vì thế, mọi nhà nên chuẩn bị hũ rượu này để xử lý các vấn đề về răng ngay tại nhà. Bài thuốc chữa đau răng từ rượu cau bắt nguồn từ thời ông cha ta, có nguồn gốc ở Việt Nam. Số là thời xưa các cụ hay nhai trầu, nhờ đó mà răng ống ả, chắc khỏe cho tới tận lúc lâm chung mà không rụng chiếc nào. Từ đó, tác dụng của cau đối với răng lợi được phát hiện. Ở Việt Nam, một số bệnh viện đa khoa và các phòng khám nha khoa cũng thừa nhận rượu cau là một phương pháp trị sâu răng, viêm lợi hiệu quả. Theo các chuyên gia, quả cau có vị chát, cay, tính ẩm, được nghiên cứu là có chứa nhiều chất có tính diệt khuẩn, thanh trùng. Chính vì thế, quả cau cũng được sử dụng trong việc trị dung sáng, làm cho dung sáng không bám được vào thành ruột. Rượu trắng có nồng độ cồn cao, có tính sát khuẩn, khi kết hợp với quả cau sẽ làm gia tăng tính diệt khuẩn, đặc biệt tốt trong việc trị sâu răng, làm răng chắc khỏe. Cách làm rượu cau như sau. Bổ trái cau làm tư, tách lấy hạt cau, ruột cau, cho vào bình đã đựng sẵn rượu để cau không bị thâm đen. Nếu bổ hạt cau ra mà không ngâm rượu ngay, miếng cau sẽ thâm, nhìn không đẹp mắt. Sau khi ngâm 2 tháng, bạn chắc bắt rượu ra một chai mới để lúc cần sẽ dùng chai này. Sau đó thêm rượu trắng vào hũ cũ để càng lâu càng tốt. Cách dùng rượu cau. Sau khi đánh răng sạch, bạn ngậm một chút rượu cau trong 15 phút rồi nhổ đi. Sau đó kiêng súc miệng, không uống nước hoặc ăn gì trong 30 phút. Mỗi ngày ngậm rượu cau 2 lần, bạn sẽ không còn đau nhức răng lợi nữa. Về ngâm rượu cau, các bạn có bao nhiêu cau thì ngâm bấy nhiêu, đừng ngâm ít quá, tác dụng sẽ không cao. Rượu cau sau khi ngâm 1 tháng sẽ có màu vàng đẹp mắt. Lúc này, các bạn có thể sử dụng được rồi. Nếu vừa ngâm xong, đã ngậm thì chưa có tác dụng đâu. Phụ nữ có thai, cho con bú, phải kiêng kháng sinh mà bị đau răng lợi thì nên ngậm rượu cau. Ban đầu khi dùng rượu cau, có thể bạn chưa quen vì vị rượu khá cay, bạn có thể pha loãng với nước và súc miệng. Sau này, quen dần thì dùng rượu cau nguyên chất sẽ có tác dụng mạnh hơn.